nay mình sẽ đọc sách 3 ngày ở nước Tí Hon. Đây là bộ sách mà giúp nhiều bạn có thể biết được nhiều về kiến thức toán học. Ngày thứ nhất, xuất phát. Tôi hỏi mấy em học sinh đang ngồi quanh: các em đã có ai đến nước Tí Hon chưa? Bọn trẻ ngơ ngác nhìn nhau. Nước Tí Hon là gì ạ? Nước Tí Hon ở đâu ạ? Ai sống ở đó ạ? Tôi giơ tay ra hiệu cho bọn trẻ ngừng nói. Vậy là chưa em nào đến nước Tí Hon rồi. Tiếc thật. Nước Tí Hon là một đất nước vô cùng thú vị. Anh đã từng đi ngang dọc nước đó, đã kết bạn với bao nhiêu người dân ở đó, và anh vẫn hay trao đổi thư từ với họ. Bọn trẻ tròn mắt lên vì ngạc nhiên. Các em có muốn đi chơi nước Tí Hon với anh không? Tôi hỏi. Tất nhiên rồi, chúng em muốn. Anh cho chúng em đi nước Tí Hon đi. Được rồi, anh sẽ dẫn đi, tôi trả lời. Đi ngay bây giờ được không anh? Bây giờ cũng được, nhưng các em phải biết rằng chuyến đi sẽ vất vả đấy nha. Càng tốt, Siva tuyên bố. Chỉ tích tắc là em sẽ chuẩn bị xong ba lô. Bàn chải đánh răng là 1, khăn mặt là 2, cái cốc là 3. Nói chung tất cả mọi thứ như là đi cắm trại du lịch, đúng không anh? Không đúng rồi, tôi trả lời. Không cần xà phòng, cũng chẳng cần bàn chải. Nước Tí Hon là một nước hoàn toàn đặc biệt, ở đó không có nước đâu. Thế thì tắm bằng gì? Ta nhà ngạc nhiên hỏi. Chẳng nhẽ ở đó người ta ở bẩn à? Không phải như vậy, tôi đáp lại. Người dân nước Tí Hon có tắm rửa, nhưng bằng cái tẩy bình thường của học sinh ấy. Bọn trẻ cười rộ. Phải đi thử một chuyến mới được, Siva nói. Thế những người kỳ cục ấy gọi là gì ạ? Chúng ta gọi họ là người Tí Hon cũng được, tôi trả lời. Được rồi, cứ cho là người Tí Hon tắm bằng cái tẩy đi, tại nhà chưa hết thắc mắc. Nhưng họ uống gì nếu không có nước? Chắc là cà phê hay cacao, Siva đoán. Thế mà cũng đòi nói cacao, tại nhà phản đối. Không có nước thì pha làm sao được cacao? Tớ biết rồi, Siva mừng rỡ nói. Họ uống nước cà rốt. Tớ không thích nước cà rốt, tại nhà nhăn mặt. Nước nho ngon hơn, người Tí Hon uống nước nho cơ. Không phải đâu các em, tôi xen vào. Các em chẳng đoán nổi người Tí Hon uống gì thay nước đâu. Uống mực, Siva láo táo phát biểu. Rồi chính cậu ta hoảng hốt lên vì ý kiến hóm hỉnh của mình. Mọi người lại cười rộ. Thế mà em đoán ra đúng đấy, tôi nói. Đúng là người Tí Hon uống mực thật. Mực xanh hay mực đỏ à? Siva hỏi vẻ quan trọng, hài lòng vì thành tích của mình. Xanh cũng có, đỏ cũng có, tôi trả lời. Và cả mực tím, mực xanh lá cây nữa. Và nếu không có mực thì người Tí Hon uống nước bột màu. Sao lại có thể thế được? Tà nhà tỏ ra không tin. Không có nước thì làm sao pha mực cơ chứ? Họ nhập mực pha sẵn, tôi đáp. Nhập từ nước khác. Từ nước mực, Siva đắc chí thêm vào. Cậu nói ngớ ngẩn vừa thôi, tà nhà ngắt lời Siva. Ở nước Tí Hon người ta không thích các trò ngốc đâu. Thế là chúng tôi chuẩn bị lên đường. Cùng đi với tôi có 3 em, Tanya, Siva và Oleg. Chắc các bạn cũng đã để ý, Oleg từ nãy đến giờ chưa hề nói lời nào. Cậu ta ít nói lắm, nhưng đã nói điều gì thì bao giờ cũng đúng chỗ và chí lý. Mọi người đặt cho cậu biệt hiệu đó là Oleg tiên tri. Còn Siva thì không bao giờ ngơi miệng, ngay cả khi chỉ có một mình. Khi ra phố, cậu đọc oang oang các tấm biển,
bắt chuyện với cả những con chó tình cờ gặp ngoài đường, rồi lại có lúc tự nói một mình. Vì thế cậu hay bị Tanya chọc cho đến phát ngán. Chẳng là cô bé Tanya vốn giỏi nhất lớp nên thỉnh thoảng hơi lên mặt với cậu. Rồi mình tạm ngưng mục số 1 ở đây. Phần 1 là xuất phát, phần 2 sẽ là Abrabella. Mình sẽ đọc phần 2 ở video sau. Các bạn nhớ đón theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.